đây là một phân đoạn trong một sự việc đang tình hành trên toàn cầu trong đó những tiểu phấn hồng Trung Quốc thuật ngữ dùng để mô tả những người theo chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc trẻ tuổi đã gây náo loạn trên đường phố ở Vương quốc Anh nghệ sĩ đường phố Brendan Cavana đã đưa ra một tuyên bố tưởng chừng như bình thường nhưng lại có tác động sâu sắc <laughs> Chúng ta đang ở một đất nước tự do, đây là không gian công cộng. Chúng ta không gây rắc rối gì cả, vấn đề không nằm ở chúng ta, Kelly. Vấn đề là họ đến và bảo chúng ta phải làm gì, trong khi tôi chỉ chơi đàn piano. Câu nói của Braden Cavana đang đánh thức thế giới phương Tây. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn đang sống bình thường? Và đột nhiên có người chạy đến nói với bạn không được làm điều này, không được làm điều kia. Mà những điều này lại không tuân thủ theo tiêu chuẩn pháp luật của quốc gia bạn Điều đó có nghĩa là tự do của bạn đang bị xâm phạm, bạn nên khuất phục và chịu đựng, hay lùi lại và chống cự. Chúng ta hãy tóm tắt lại sự kiện một cách ngắn gọn. Brandon Kavanaugh, một nghệ sĩ piano và yêu chút người Anh, với hơn 2 triệu người đăng ký kênh. Vào ngày xảy ra sự việc, ông đang biểu diễn và phát trực tiếp ở không gian công cộng như mọi khi. Đột nhiên có người Trung Quốc yêu cầu ông dừng quay video và xóa nội dung đã quay với lý do là pháp luật Trung Quốc không cho phép. Yêu cầu này khiến ông cảm thấy rất ngạc nhiên những tiểu phấn hồng Trung Quốc đã lên tiếng cáo buộc President Kavanaugh là phân biệt chủng tộc trong cuộc cái vã. Sau đó đoạn video này đã được tải lên Youtube và ngay lập tức đã gây ra nhiều tranh cãi. Hành vi vô lý của những tiểu phấn hồng Trung Quốc này đã thu hút sự chú ý của thế giới với đông đảo người dân Trung Quốc đứng về phía Cavana Hơn 60.000 bình luận dưới video của President Kavanaugh trên Youtube, phần lớn là ủng hộ ông, một người dùng mạng viết, là một người Trung Quốc sống ở một đất nước tự do, tôi luôn theo dõi kênh của ông, những người đó thật đáng xấu hổ và tôi ủng hộ ông, Brandon. Một người khác nói, tôi không thể tin vào những gì mình đang thấy, điều này không nên là vấn đề, hãy tiếp tục chơi những khúc nhạc piano tuyệt vời, chúng ta đang ở Anh, không phải Trung Quốc. Người dùng mạng Biden 1 trên nền tảng mạng xã hội X viết, nhóm người Trung Quốc này, trong đó có người nói mình là công dân Anh, có phải nghĩ rằng London là một phần của Trung Quốc không? Tại sao họ không đơn giản là rời xa cây đàn piano một cá nhân khác có nickname Hải Ngoại tiết lộ viết, một nhóm người cầm cờ Trung Quốc và quàng khăn đỏ tại một trung tâm mua sắm ở Anh, yêu cầu nghệ sĩ piano Braden Cavana tuân thủ luật pháp Trung Quốc vì pháp luật Trung Quốc không cho phép quay mặt người khác một cách ngẫu nhiên. Đây là Vương quốc Anh, không phải Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sau sự việc này, tình hình tiếp tục phát triển và có vẻ như có một lực lượng mạnh mẽ đang gây áp lực lên Braden Cavana từ phía sau. Cây đàn piano ở không gian công cộng đã tạm thời bị phong tỏa một số người suy đoán có thể là do áp lực từ đại sứ quán Trung Quốc. Brandon Cavana sau đó tiết lộ rằng ông đã nhận được rất nhiều email kỳ lạ cảnh báo rằng YouTube có thể tiến hành kiểm duyệt và xóa bỏ nhiều nội dung liên quan đến video gây tranh cãi của ông. Sau đó ông kêu gọi mọi người lưu video đó lại và lan truyền rộng rãi để cho nhiều người biết được chuyện gì đã xảy ra. Brandon Cavana dường như không định rút lui, ông đã đồng ý tham gia phỏng vấn trên Talk TV và xuất hiện trên chương trình The BS Morgan Show – Điều này đã giúp vụ việc công khai trên phạm vi quốc tế. Đài tiếng nói Hoa Kỳ đã mô tả cuộc xung đột giữa nghệ sĩ Dương Cầm người Anh và những tiểu phấn hồng Trung Quốc là một sự cố quốc tế lớn. Ngoài việc chú mũ Brandon Kavanaugh quấy rối tình dục tại hiện trường, một phụ nữ Trung Quốc liên quan đến vụ việc đã phát video bảo vệ hành động của mình. Cô lập luận rằng Kavanaugh liên tục nói cô là người Nhật và cáo buộc ông bất lịch sự khi gọi lá cờ cô đang cầm là cờ đỏ cộng sản cô cũng bóng gió rằng việc Cavana mời một cô gái Trung Quốc hiệu vũ là hành vi quấy rối thậm chí còn cho rằng Brendan Cavana đã chơi một bản nhạc có sự phân biệt đối xử với người Trung Quốc ngay tại chỗ có vẻ như những tiểu phấn hồng này đang cố gắng kích động đội quân hâm mộ Trung Quốc trong và ngoài nước cùng nhau lên tiếng chỉ trích những hành vi của Brendan Cavana người phương Tây thường quen hỏi người có khuôn mặt Á Đông là họ có phải người Nhật không đó chỉ là một cách lịch sự hỏi thăm Biden and Kavana nhiều nhất cũng chỉ là nhầm lẫn giữa cờ Trung Quốc và cờ của đảng. Tại sao những tiểu phấn hồng này lại phải làm ẩm mỹ lên và cho rằng đó là bất lịch sự? Nếu họ cho rằng việc gọi cờ đỏ này là cờ của đảng là xúc phạm, thì phải chăng điều đó có nghĩa rằng cờ họ cầm là một biểu tượng đáng xấu hổ? Logic lẫn lộn như vậy thật là buồn cười. Mời phụ nữ nhảy là một cách thể hiện tác phong quý ông trong các dịp giao tiếp xã hội tại phương Tây. Đó là một hành động rất bình thường Tuy nhiên, những tiểu vấn hồng Trung Quốc lại cho đó là hành vi quấy rối. Đây là sự thiếu hiểu biết hay cố tình xuyên tạc văn hóa phương Tây. Việc Cavanna ngẫu hứng biểu diễn một vở opera nổi tiếng của Trung Quốc, lẽ ra phải được hiểu là một sự trao đổi văn hóa. Làm sao nó có thể trở thành hành vi phân biệt đối xử với người Trung Quốc? Những lời buộc tội này mâu thuẫn về logic, phản ứng một cách thái quá, không chỉ thiếu hiểu biết về văn hóa Anh mà còn cố tình vu khống đối phương đến mức vô lý khi các cuộc thảo luận về sự việc này vẫn đang lan rộng và leo thang. Nhiều người đã khám phá ra la lịch của những tiểu phấn hồng này. Lưu Mộng Dĩnh là giám đốc điều hành của Top Offer Academy, một công ty tuyển dụng có trụ sở tại Vương quốc Anh. Cô thường xuyên chia sẻ thông tin về cuộc sống du học và thị trường việc làm, thông qua các nền tảng như Tiểu Hồng Thư, tương tự như Instagram và Youtube. Mặc dù sống theo lối sống phương Tây và tận hưởng cuộc sống vật chất của văn minh phương Tây, cô vẫn chỉ trích phương Tây khi điều này phù hợp với lợi ích của mình. Đây là một sự dối trá điển hình, thật vô cùng mỉa mai. Là Lưu Mộng Dĩnh, người tham gia tố cáo người nước ngoài xâm phạm quyền hình ảnh, lại bị lộ lịch sử đen tối khi bị kiện vì vi phạm nghiêm trọng quyền danh tiếng, quyền hình ảnh của người khác. Theo thư pháp lý từ công ty luật Vũ Hạo Hà Bắc, Lưu Mộng Dĩnh đã đăng tải các bài viết và hình ảnh làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín và quyền hình ảnh của bà Hàn Tuyết và cấu thành tội phỉ báng. Phải chăng vì vậy nên Lưu Mộng Dĩnh luôn nhắc đến quyền hình ảnh dường như quá khứ đã từng bị kiện đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cô ấy. Một tiểu phấn hồng khác trong vụ việc được xác nhận là Trương Ninh, còn gọi là underlina Trương, cô thường tổ chức các hoạt động ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Anh trong các dịp như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Quốc khánh. Những bức ảnh Trương Ninh chụp cùng nhiều chính trị gia và người nổi tiếng người Anh đã đặt ra câu hỏi về danh tính của cô. Một số người đã đặt câu hỏi liệu Anderlina Trương với tư cách là công dân Anh, cô có nên đăng ký làm đặc vụ nước ngoài hay không? Cũng có người nghi ngờ liệu danh tính của cô có giống với Pham Phang, một nữ đặc vụ khác rất tích cực trong chính trường Mỹ. Người đàn ông hét lên trong video có tên là Lãnh Tuyết Niên, tên tiếng Anh là Newton Lang, anh bắt đầu làm cố vấn cho tờ Financial Times ở Anh vào tháng 9 năm ngoái. Anh có quan hệ mật thiết với Viện Khổng Tử, Viện Khổng Tử về cơ bản là một tổ chức tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc ở nước ngoài. Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia đã cấm hoạt động của Viện Khổng Tử. Sau khi nhận ra bản chất tuyên truyền đối ngoại của Viện này những bức ảnh Lưu Thiên Leng và Trương Ninh cùng nhau tổ chức sự kiện cũng đã được tìm thấy. Mặc dù không có xác nhận về việc họ là điệp viên, nhưng hai người chắc chắn là các nhân vật truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một cá nhân khác có mặt tại hiện trường không tham gia tranh cãi, cũng bị vạch trần là nhân vật quan trọng. Người phụ nữ Trung Quốc đứng ra xa, xa phía sau nghệ sĩ piano Bredin Cavana, tên là Lý Trinh Câu, tên tiếng Anh là Christina Lee, nghề nghiệp công khai là luật sư người Trung Quốc, điều hành các công ty luật ở London và các địa điểm khác. Cô là điệp viên cao cấp của đảng cộng sản Trung Quốc, được cơ quan tình báo quân đội Anh MI5 xếp vào danh sách điệp viên có ảnh hưởng. Cô thâm nhập sâu vào chính trường Anh, đã quyền góp khoảng 440.000 đô la, tương đương khoảng 10 tỷ Việt Nam đồng, cho một nghị sĩ đảng lao động tại Hải viện và cố gắng ngăn giới chính trị Anh chỉ trích Trung Quốc về các vấn đề nhân quyền. Giống như nhiều người dùng mạng khác, nhà báo điều tra người Canada Sam Cooper tiết lộ danh tính của Trương Ninh ông viết những người theo chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc liều lĩnh xung đột với nghệ sĩ piano cũng giống như những kẻ can thiệp vào cuộc bầu cử ở Canada, can thiệp vào giới học thuật và tuyên truyền, đồng thời sử dụng các cuộc biểu tình giả mạo để chia rẽ xã hội chúng ta. Đây là cách mà Ban Công tác Mặt trận Thống nhất và Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc hành động. Đại tá quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu và chuyên gia phòng thủ chiến tranh hóa học và sinh học, Lauren Selin nhận xét, đây là một sự cố quốc tế lớn, có vẻ như người Trung Quốc, thân đảng Cộng sản Trung Quốc, đã lăng mẹ người chơi piano Braden Kavanagh ở Anh. Đối với tôi, ở đây dường như có dấu chân rõ ràng của bàn Công tác Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm về các hoạt động tình báo và ảnh hưởng ở nước ngoài. Xem xét lại chi tiết sự kiện và những diễn biến tiếp sau đó, không khó để nhận thấy những chiêu trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ví dụ, tiểu phấn hồng Newfoundland đã yêu cầu Cavana dừng phát sóng trực tiếp và xóa đạn phim với lý do bản quyền hình ảnh, sau đó sử dụng phản ứng phân biệt chủng tộc đối với cơ đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, rồi tiếp tục lớn tiếng cáo buộc Cavana cố dối tình dục và liên tục yêu cầu xin lỗi. Nhiều người cho rằng những hành động giống như gây hấn ngẫu nhiên đều là những bước đi được tính toán cẩn thận nhằm khiến đối phương rơi vào tình thế khó tự chứng minh sự trong sạch của mình. Đây chính là một trong những chiêu trò phổ biến được sử dụng trong luận điệu chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đặc điểm nổi bật của chiêu trò này là lạm dụng các thuật ngữ ủng hộ tự do dân chủ phổ biến ở phương Tây để bảo vệ chủ nghĩa độc tài. Ví dụ, phương tiện truyền thông chính thức của trung quốc thời báo hoàn cầu thường trích dẫn các giá trị đa dạng và khoan dung của phương tây rồi tự miêu tả mình là một trong những tiếng nói đa dạng về giáo dục và giáo dục người phương tây phải hiểu và dung túng chế độ độc tài của đảng cộng sản trung quốc trên thực tế họ không quan tâm đến đa dạng và hòa nhập chính trị ở trung quốc đa dạng và hòa nhập là một trong những giá trị phổ biến bị phản đối trong khi quyền lực tuyệt đối mới là mục tiêu chính trị được công khai quảng bá cùng với logic tương tự những tiểu phấn hồng không hề quan tâm đến quyền lợi của người dân, họ không nói về quyền hay sự lựa chọn cá nhân khi ở Trung Quốc. Tuy nhiên, khi biết rằng ở Anh, quyền là một từ có sức mạnh lớn nên họ sử dụng như một vũ khí. Về phân biệt chủng tộc và cuối dối tình dục, đó là hai cáo buộc mà nhiều người phương Tây không thể chịu đựng được. Tuy nhiên ở Trung Quốc, những tiểu phấn hồng thường ủng hộ việc đàn áp chủng tộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tây Tạng và Tân Cương, đồng thời tham gia vào các cuộc tấn công chống phân biệt giới tính và quyền phụ nữ. Tuy nhiên, những tiểu phấn hồng thường không thể giấu được bản chất thật sự của mình. Ví dụ, trong video tự báo chữa, trên truyền thông cá nhân của mình, điều mộng dĩnh tỏ ra tức giận khi bạn đồng hành của cô bị nhầm là người Nhật, muốn sử dụng chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi để giành được sự ủng hộ trong nước. Newton Lang, người đã lớn tiếng khiển trách Brandon Kavana vì đã chạm vào bản nữ của mình, đã biện minh cho điều đó bằng cách nói rằng ông không cùng độ tuổi với cô ấy, ngụ ý phân biệt tuổi tác và phân biệt giới tính. Bà Denin Cavana đã khéo léo tránh những hành động khiêu khích của những tiểu phấn hồng, thay vào đó tập trung vào biểu tượng chính trị của họ, là cờ đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông đã nhận được sự đồng cảm cũng như sự ủng hộ từ những người ngoài cuộc và những người bình luận trên YouTube. Ông kiên quyết từ chối sự can thiệp của cảnh sát địa phương trong việc ngăn ông phát video, nhắc nhở họ không nên làm vệ sĩ riêng cho những tiểu phấn hồng và cuối cùng chiêu trò của họ đã không thành công. Sau đó Lưu Mộng Dĩnh đã đăng một video tự bào chữa và nói xấu President Kavana trên mạng. Đây cũng là một trong những cách thức phổ biến của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đầu tiên, bôi nhọ nhân cách của bên kia, sau đó đưa ra những lời buộc tội và đóng khung chúng, một chiến thuật được biết đến là khuấy động tình cảm dân tộc chủ nghĩa của khán giả trong nước. Tuy nhiên, lập luận của cô thiếu mạch lạc và minh bạch, không thu hút được sự ủng hộ ngay cả của những tiểu phấn hồng, hoàn toàn không lay chuyển được dư luận. Một số người cho rằng Brandon Kavanaugh cũng chỉ muốn tạo dòng chảy truyền thông để thu hút lưu lượng truy cập. Những video phát sóng trực tiếp từ hiện trường, không qua bất kỳ biên tập nào đã tái hiện lại sự việc một cách chân thực nhất. Vụ việc cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân Trung Quốc, thể hiện qua những lời chỉ trích các tiểu phấn hồng trong phần bình luận. Lập trường của Kavana giống như nhiều người ở Anh không tán thành chính quyền độc tài mà Đảng Cộng sản Trung Quốc là đại diện. Từ quan điểm cho rằng một số người phương Tây không phân biệt giữa dân tộc và chính trị của người Trung Quốc, khả năng phân biệt đối xử đối với người Trung Quốc lại tăng thêm một chút. Tuy nhiên, người phương Tây cũng nên dùng sự việc này để nhận thức rõ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không đồng nghĩa với người dân Trung Quốc. Có thể thấy trong các phần bình luận rất nhiều lời lên án và châm biến về những tiểu phấn hồng. Nhiều kênh mạng xã hội Trung Quốc cũng chỉ trích họ, không thể phủ nhận giống như nhiều người trong công chúng Anh, Baden Kavana không có cảm tình với những ý nghĩa tiềm ẩn phía sau lá cờ đỏ như máu. Đó là lý do tại sao ông không khoan nhượng cả ở hiện trường và sau đó. Không chỉ những người phương Tây như Bredin Cavana mà nhiều người dân Trung Quốc cũng vô cùng căm ghét chế độ chuyên quyền toàn trị thể hiện qua các biểu tượng màu đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau sự việc liên quan đến những tiểu phấn hồng Trung Quốc và nghệ sĩ piano người Anh Bredin Cavana, nhiều người dân Trung Quốc đã thể hiện sự ủng hộ đối với Cavana và không đồng tình với những tiểu phấn hồng qua cả lời nói và hành động. Cây đàn piano trong sự kiện đã tạm thời bị phong tỏa cây đèn đã trở thành biểu tượng của quyền tự do ngôn luận. Ngày 24 tháng 1, sau khi lệnh hạn chế được dỡ bỏ, một thanh niên đến từ Hồng Kông đã chơi bài nhạc. Bạn có nghe tiếng người dân hát và cầu vinh quang được trả về cho Hồng Kông. Các bài hát này vốn bị cấm ở Trung Quốc Đại Lục và Hồng Kông. Brandon Cavana công bố ý định mua một chiếc áo phông Queen Ninja và in số 8964 trên đó. Ngụ ý sự kiện ngày 6 tháng 4 năm 1989 tại quảng trường Thiên An Môn. Ông còn quay lại hiện trường vụ việc để tiếp tục chơi đàn piano. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn qua những bình luận như: "Tôi hoàn toàn ủng hộ bạn làm điều này. Hãy cho tôi biết mua áo xin Winnie ở đâu, tôi cũng muốn một chiếc." Trung Quốc một lần nữa cho thấy họ có thể gây ra sự khó chịu như thế nào và hãy lập nhóm để mua áo phông 8964. Đây chắc chắn là một hành động khiêu khích trực tiếp đối với Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu sự việc này xảy ra ở Trung Quốc, không có nghi ngờ gì, là người tham gia sẽ bị bắt ngay tại chỗ. Nhưng một người Anh thực hiện hành vi gây chú ý như vậy trên đất nước Anh. Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể làm gì? Nếu bỏ qua, họ sẽ mất mặt. Nếu tiếp tục gây áp lực, sự việc sẽ càng trở nên nóng hơn và tiếp tục được lan truyền. Kết quả là bản chất côn đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị tiết lộ một cách hoàn toàn. Ngay cả Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng thường xuyên bộc lộ sự hai mặt, hiếu chiến và tự cho mình là trung tâm. Khi các phương tiện truyền thông nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêu ngạo khoe khoang về việc dẫn dắt thế giới, không có gì là ngạc nhiên. Khi những tiểu phấn hồng của Đảng Cộng sản Trung Quốc thể hiện tính cách như những đứa trẻ khổng lồ Trước sự việc này, đã có nhiều trường hợp tiểu phấn hồng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ làm xấu mặt mình ở nước ngoài, chẳng hạn như vụ việc gây náo loạn trong một nhà hàng Nhật Bản gần đây. Nhưng tác động của sự việc giữa nghệ sĩ Dương Cầm người Anh và những tiểu phấn hồng Trung Quốc lại đặc biệt lớn. Điều chớ trêu và buồn cười là những người theo chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc, những người thường xuyên nói về quyền chụp ảnh chân dung từ cho là cần được bảo mật, rất nhạy cảm và bí mật. Giờ đây đã nổi tiếng khắp thế giới, những điều nên biết và không nên biết, tất cả đều được tiết lộ, không còn bí mật nào điều này giống như việc chi tiêu một số tiền khổng lồ để quảng cáo trên màn hình lớn ở quảng trường thời đại new york đảng cộng sản trung quốc thường chỉ trích phương tây là nâng một tảng đá chỉ để tự đặt lên chân mình và lần này những tiểu phấn hồng đã đích thân chứng minh điều này đây là một bài học thực tế cho những người theo chủ nghĩa dân tộc non nớt này đảng cộng sản trung quốc luôn mơ về một thế giới mà tất cả các quốc gia đến bái lạy một ngày nào đó sẽ phải chấp nhận thực tế rằng thế giới không vận hành theo cách họ mong muốn